42. Hòa Thượng giảng tháng Giêng năm 1983. Đạo Phật xem kinh Thủ Lăng Nghiêm như là một cái kính chiếu yêu. Tất cả loài thiên ma ngoại đạo, lỵ mị, vọng lượng đều phải hiện nguyên hình khi nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng nó không còn nơi nào để ẩn náu hay trốn thoát cả. Nên trước đây khi Trí Dạ Đại Sư nghe đến kinh này, liền hướng về Ấn Độ lễ bái suốt 18 năm. Ngài đem hết sự thành tâm khẩn thiết cầu nguyện cho kinh Thủ Lăng Nghiêm sớm được truyền đến Trung Hoa. Tất cả các vị đại đức cao tăng trong quá khứ cùng tất cả các vị cao tăng có trí tuệ, không một vị nào là không tán thán kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên, miễn là kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu hành thì Phật pháp còn hiện hữu. Nếu kinh Lăng Nghiêm bị hủy hoại thì Phật pháp cũng đến thời hoại diệt. Như thế nào gọi là thời mạt pháp? Đó là lúc kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hủy diệt trước tiên. Ai phá hủy? Thiên ma và ngoại đạo sẽ phá hủy kinh này. Họ thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm giống như cái đinh trong mắt họ, như cái gai trong da thịt họ. Họ ngồi đứng không yên được. Họ bị bắt buộc phải đưa ra một tà thuyết cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Là Phật tử, chúng ta nên nhận thức chân lý này ngay. Mọi lời trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đều tuyệt đối chân xác. Chẳng có lời nào mà không hiển bày chân nghĩa. Thế nên nay chúng ta đang học về 50 hiện tượng ấm ma, chúng ta càng phải nhận thức tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đâu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh mà ma quỷ sợ nhất. Hòa Thượng Hư Vân đã sống qua 120 tuổi. Trong suốt cuộc đời, Ngài không chú giải một bộ kinh nào ngoài bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài rất cẩn thận giữ gìn bản chú giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài giữ gìn nó đã được vài chục năm. Nhưng sau biến cố ở chùa Vân Môn thì bị cháy mất. Đây là điều đáng tiếc nhất trong đời của Ngài. Ngài chủ trương rằng, đã là người xuất gia, chúng ta phải nên nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm đến mức độ có thể tụng thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối, rồi tụng ngược lại. Đó là chủ trương của Hư Vân Lão Hòa Thượng. Tôi cho rằng suốt cuộc đời, Ngài xem kinh Thủ Lăng Nghiêm là đặc biệt quan trọng nhất. Khi Hư Vân Lão Hòa Thượng được biết người ta gán cho kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, Ngài giải thích rằng thời mạt pháp sẽ đến khi người ta lộng giả thành chân, lấy mắt cá cho là hạt châu. Họ tung quả mù khiến cho mọi người không phân biệt được đâu là Phật pháp. Họ đem cái giả cho là cái chân, lấy cái chân cho là giả. Hãy xem xét kỹ những người này. Người này viết một cuốn sách, rồi mọi người đều đọc cuốn sách ấy. Rồi người kia viết cuốn sách khác, mọi người cũng được cuốn ấy. Còn cuốn kinh chân thật do Đức Phật giảng, nói thì họ để trong ngăn kệ, nơi mà chẳng có người nào đọc. Từ đó chúng ta có thể thấy được rằng nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng. Nếu chúng sanh nghe đến tà tri tà kiến thì liền tin ngay. Còn nếu quý vị giảng nói chánh pháp căn cứ trên chánh tri chánh kiến thì họ chẳng chịu nghe. Quý vị có chịu khó nói lại lần nữa, họ vẫn không muốn tin. Tại sao vậy? Vì họ không có đủ thiện căn. Đó là lý do họ nghi ngờ chánh pháp. Họ mang đầy lòng hồ nghi và tâm bất tín. Này nơi vạn Phật thành này, chúng ta có thành lập đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm, sẽ rất lý tưởng nếu có người phát tâm tụng trì kinh Thủ Lăng Nghiêm một hoặc hai giờ trong một ngày. Quý vị học hàng ngày như khi mình học ở trường vậy, và nên học thuộc lòng để có thể tụng được. Nếu quý vị có thể tụng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm thì rất tốt. Nếu mọi người tụng thuộc kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Lăng Nghiêm, có nghĩa hiện nay vẫn thời kỳ chánh pháp đang còn tồn tại ở thế gian. Thế nên ở mọi nơi tốt lành như vạn Phật thành, quý vị nên phát tâm Đại Bồ Đề để tụng đọc và học thuộc những bộ kinh này. Điều ấy không có nghĩa là ta đua tranh với người khác để được nổi tiếng, để được nổi bật trong đại chúng mà làm việc đó. Trong quá khứ, tôi có một tâm nguyện là tụng thuộc lòng hai bộ kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hồi ở Hồng Kông, có người đệ tử tên là Quả Nhất Hằng Định có thể tụng thuộc lòng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi dạy thầy ấy học kinh Pháp Hoa, nhưng về sau có lẽ thầy ấy không nhớ nổi được nữa. Thật là đáng tiếc. Ở những đạo tràng tốt đẹp như nơi đây, quý vị nên dõng mãnh để học kinh
và giới luật của Phật, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, tứ phần luật, kinh Phạm Võng, học cho đến khi quý vị tụng thuộc lòng được. Đó là điều tốt nhất. Làm được vậy mới chắc chắn là thời chánh pháp còn lưu hành ở thế gian lâu dài. Việt dịch Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Ha ha ha,